Người vào liên tục. Xin chào. 8 giờ chào anh. Có như 8:20 giờ này, 8 giờ anh em thử những ai mà chưa bị Tân Thái nó lốc á thì mình vào mình thực tập. Thứ hai là hiện nay thằng Tân Thái nó đổi cái trang của nó rồi, thành cùng là những cái người ngày xưa bị lốc á thì mới vừa rồi sáng này thì nó mới đổi thôi. Thành cùng là mình là như trường hợp của mình là mình nó bị nó lốc lâu rồi, nhưng vừa rồi là mình coi được, chứng tỏ là anh em cũng chia sẻ vào là mình chơi rồi, nghe chưa? Rồi. Vâng. Cái điểm có nghĩa là cứ ngồi ở dưới không không chửi bới, anh hiểu không? Cứ bấm một phát vào like cái là nó bị mất camera. Thực tế là vào anh nói với Luli và tất cả các bạn vào kênh của chúng nó mình chửi bới chẳng qua là thể hiện, tức là nó thỏa cái lòng tức của mình thôi, còn nó không có một cái tác dụng gì hết đấy. Đúng, mình bực tức quá thì mình chửi ra, tranh cung nếu mà về nói về tác dụng là không có. Cho nên là thôi cứ mình cứ thực hiện cái chuyện mà tôi phá được chúng nó là cũng là cái được. Đấy. Còn cái điều thứ nữa là bây giờ này, vừa nãy Luli có nói về vấn đề dư luận viên đấy, thì bây giờ như thế này, thì dư luận viên thì mình phải định nghĩa được cái thế nào là dư luận viên. Tức là dư luận viên có nghĩa là những người dân bình thường được cái ban tuyên giáo nhé, người ta coi như người ta lấy, sau đó người ta đào tạo về chính trị một thời gian, sau đó coi như mình lên cái không gian mạng để chiến đấu, thì nói chung là mình có hưởng lương nhé. Ví dụ tháng ví dụ như ngày được 3 củ hay 2 củ hay 1 củ gì đấy thì là mới gọi là dư luận viên. Còn thực tế là anh em mình là những người coi như là dân bình thường, mình thấy cảm thấy gọi là bực tức với bọn cái sự xuyên tạc của cái bọn mà gọi mình gọi tắt là bọn ba que. Nhưng ba que thì gồm những thành phần nào? Là cái bọn chống cộng cực đoan ở bên hải ngoại và bọn dâm chủ quậy trong nước, thì mình gọi tắt là ba que để cho nó tiện, hiểu không? Thì là mình chống lại cái sự xuyên tạc của chúng nó thôi. Còn chứ còn anh em, kể cả Lưu Ly sống ở bên Hàn Quốc hoặc là tôi sống ở Việt Nam nữa, thì từ ngày xưa giờ có được củ nào đâu. Mất nhiều khi mà nếu về thiệt hại thì thiệt hại nhiều, kể cả về sức khỏe mà kể cả về kinh tế nữa đấy. Cho nên là cái chuyện mà chúng nó gọi là dư luận viên là cái chuyện nó không đúng đấy. Ngày xưa thì cái thời gian đầu ấy, thì ở Hà Nội người ta có thành lập ra một cái đội gọi là dư luận viên thì cũng có, nhưng mà những anh đấy là ví dụ như ở cán bộ đoàn ở các phường hoặc ở các trường đại học á, thì người ta lấy một số ra ngày giờ thì gọi là dư luận viên, nhưng bây giờ thì không ai là dư luận viên nữa. Cho nên bây giờ ví dụ như bọn nó ở bên kia nó chửi dư luận viên thì cho nó chửi thoải mái, bây giờ mình đâu phải là dư luận viên đâu, bây giờ cho nên là mình chỉ là những người dân thường thôi. Thì mình nói cái ý nói, về cái gì nói với anh Bằng này nhá, nói với Bằng nhiều khi đấy mình bước chân vào cái công việc này đấy, nhiều khi này mất rất là nhiều thời gian, thậm chí là đi làm trong công việc cũng phải suy nghĩ những luận điệu của chúng nó để mà tuyên truyền cho bà con, nó cũng mệt phết đấy, đùa đâu. Nói chung là bây giờ có lực như nào mà mình nói với anh cũng đâu. Ngày xưa là thứ bảy chủ nhật đấy thì mình làm việc cả tuần rồi, thứ bảy chủ nhật thôi chở vợ con đi Vũng Tàu đi du lịch tí, nhưng mà lâu lắm mới 3-4 tháng nay con chả đi đâu cả, vì là chúng nó cứ hôi biểu tình biểu tung, thì mình nói chung là thực tế là cũng chả có tác dụng gì đâu, nhưng mà cũng phải đi ra xem cái trung tâm xem chúng nó có biểu tình hay không hoặc như thế nào, hiểu không? Đấy, nó mất cái ở đấy, nhiều khi là ảnh hưởng đến vấn đề gia đình, nhiều khi là mình livestream về mà nó muộn rồi vợ ảnh hưởng nói to, nhiều khi xuống phòng khách, nhiều khi thậm chí là bây giờ bỏ cái này ngay ở dưới phòng khách để mà ngủ, coi như là chính thức là bị vợ đuổi. Đấy, nó nhiều khi mà em nói thật chứ, chúng nó bỏ dư luận viên 3 củ em bóc mẽ luôn này, 3 củ ở Việt Nam mà gửi sang bên Hàn Quốc này cho Lưu Ly xài được cái việc gì? Đúng rồi. Mà tại sao Lưu Ly vẫn làm dư luận viên? Cho nên là còn một cái vấn đề nữa mình muốn nói với là Lưu Ly và tất cả các bạn này, là bây giờ chúng nó hơi một tí có một cái ví dụ là cái luật nào ở Việt Nam đưa ra thì chúng nó bảo sẽ không sợ trưng cầu ý dân đi, không hỏi ý kiến nhân dân, chứ bọn nó ngu ở một cái là như này, tức là nó nói ấy, tức là để cho những người là không hiểu biết thì ta nói đôi, vừa đã Lưu Ly nói cái chuyện mà bầu cử quốc hội ấy thì mình mới nói như thế này. Bây giờ nhá, ví dụ như ở Việt Nam mình có gọi là đại biểu quốc hội, ví dụ một số phường thì ở phường hoặc là xã thì nhiều cái người ta bỏ rồi đấy, thì bỏ rồi thì như đại biểu quốc hội, đại biểu coi hội đồng nhân dân này đúng không, thì ở huyện này, ở tỉnh này và đại biểu quốc hội này thì nó làm 3 cấp. Thì bây giờ những cái đại biểu đấy là do ai bầu lên? Tức là đầu tiên là do tức là những cái mình bọn nó hay nói là đảng cử dân bầu ấy. Tức đầu tiên đưa một cái danh sách đấy, tức là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã giới thiệu đấy, còn ai tự ứng cử thì vẫn cứ tự người dân tự ứng cử thôi,
ứng cử dần dần, nhưng mà ví dụ từ, nhưng mà toàn mấy ông dân chủ tự ứng cử nọ kia, ví dụ như là Nguyễn Quang A hoặc thằng Dũng Xe Ôm hoặc là mấy cái thằng mà Phan Văn Bách ngày xưa nó tự ứng cử đại biểu quốc hội. Nhưng mà khi đưa ra tổ dân phố họp, hiểu không, họp để mà ví dụ xem ông có tín nhiệm cái ông này ứng cử không, thì chúng nó toàn thuộc dạng coi như là trượt từ vòng gửi xe thôi. Cái này đấy nó cũng giống bên nước Mỹ anh, có nghĩa là ngoài hai cái đảng chính ra thì những cái đảng phụ ấy, à, những cái người mà không yếu thế tự do đấy mà họ, ở họ đây anh chưa nói về vấn đề đảng mà anh chỉ nói là những người đại diện cho dân thôi. Thế bây giờ nhá, bây giờ ví dụ như mỗi lần bầu cử cấp huyện, cấp tỉnh hoặc quốc hội thôi, bây giờ mình nói về về quốc hội cho nó lớn lên thì là đều là do dân bầu, và những người đó là ai, là những người đại diện cho dân, đại diện cho cái tiếng nói của mình và đại diện cho những cái ví dụ là mỗi lần ví dụ quốc hội họp chẳng hạn thì những cái đại biểu đó đại diện cho mình đó, thì người ta quyết định là cái này là ví dụ dự luật an ninh mạng có thông qua được không, hoặc là dự luật đặc khu các thứ là thông qua như thế nào như nào, thì những người đó là đại diện cho mình rồi, thì cần gì phải coi như là phải mỗi lần cứ có một luật thì quan trọng là phải hỏi ông Lưu Ly, hỏi ông Bằng, hỏi ông Bình Dương, hoặc hỏi ông Hoàng các thứ xem không có đồng ý không, đúng không? Ở bên Mỹ thì cũng có cái hạ viện và thượng viện, thì ở Việt Nam thì cũng có dưới là quốc hội, trên là thượng vụ quốc hội, thì nó cũng cơ cấu nó gọi là thượng vụ quốc hội. Không, anh Bằng hiểu không? Bọn bên Mỹ ấy, nó không phải là không biết cái điều như thế, nhưng mà có như thế này, hình như là nó không hiểu. Đơn giản nhỉ, bên Mỹ đấy là chúng nó kiểu như nhiều khi nó có cái công việc gì chúng nó có khả năng tiếp xúc được trực tiếp với cái ông dân biểu đó, thì chúng nó cũng nghĩ ở Việt Nam là giữa dân biểu với lại người dân nó quá xa vời không, chứ thực ra bảo là Việt Nam mình ông nào thích thì cũng vẫn đi gặp bình thường. Đúng, ví dụ như mình cứ bảo Việt Nam mình từ ngày xưa là nhân dân chưa có thói quen, hiểu không? Vâng. Bây giờ nhá, ví dụ như là ở bên trên quận nhá, hoặc ở bên thành phố hoặc bên đại biểu quốc hội, nó người ta vẫn có những cái phòng tiếp dân, bây giờ những đại biểu quốc hội người ta cử người ra có văn phòng tiếp dân ở quốc hội đấy. Ví dụ như mình, nếu mà mình thích cái quyền công dân, mình có ý kiến gì mình lên thẳng đấy, hiện nay tôi có ý kiến thì hiện nay như thế này này, thì người ta tiếp nhận ý kiến của anh, người ta tiếp nhận thôi, có cái chuyện đúng hay không, bây giờ chứ không phải là cái ý kiến của ông Bằng lên là đúng cả đâu, người ta phải thực hiện đúng ý của Bằng đó. Ông Bằng là một trong số nhỏ của kể cả nhá, nó đúng đi chăng nữa nhưng mà những cái người khác còn bao nhiêu ý kiến của người khác nữa, chứ đâu đúng. Phải là chỉ có một mình ý kiến của anh đâu. Sau đó người ta tổng hợp lại, người ta mới thấy là tất cả mọi người các thứ cảm thấy nó đúng, hoặc là cái ra sẵn sàng thay đổi thôi. Còn cái chuyện ở đây nó không liên quan đến đảng. Đảng là những người ưu tú mà đạt được yêu cầu và muốn đầu tiên mình muốn tham gia vào cái tìm hiểu, ví dụ Đảng Cộng sản chẳng hạn, nhưng như là Lưu Ly được mình chẳng hạn, mình thấy là ví dụ là đảng này là rất tốt thì lại khác, thì mình phải làm đơn gia nhập. Mà người ta đảng người ta thấy cảm thấy ông cũng đặt đầy đủ cái tiêu chí này đấy, em nói là Bằng ấy là bình thường ra là anh là một công dân tốt, mà ở cái khu vực đảng bộ đấy nó thấy đúng anh rồi, làm người tốt là nó đã có ý kiến là bây giờ đúng, muốn ngỏi muốn mời anh vào, xong là đưa anh đi học một cái lớp cảm tình đảng để anh tìm hiểu về lý tưởng đấy, thì nó ở chỗ đấy. Bản lĩnh ví dụ nhiều khi ví dụ như này, mình nghĩ là bây giờ mình xét thấy mình cảm thấy người là một người tốt nọ kia tất cả thứ, mình có yêu cầu vào đảng, nhưng mà ngày xưa cái điều kiện công tác của mình, ví dụ như mình hiện nay mình đi tàu biển, trên tàu biển coi như là tổng cộng hai mấy người đấy, cái lang thang ông coi như là gần đi gần một năm ông ấy quay về nước, thì thôi người ta phát triển đảng viên ở dưới tàu biển của ông ấy làm cái gì, đúng không? Giả sử ông ấy phòng ban ông làm đấy, ví dụ đấy nha, nhiều khi nó là cái điều kiện, cho nên nhiều khi mình lên live mình nhiều người ta hỏi bảo tại sao ông tốt vậy, ông yêu đảng vậy, thế tại sao ông không là đảng viên, thì mà nói chung là nhiều khi là cái thời thế tạo ra anh hùng, nó ở chỗ đấy, những cái điều kiện của mình như thế, cho nên là nhiều khi là nói, tất cả bọn nó nói hiện nay anh nói như gì nhá, ở cái là chúng nó hiện nay là chúng nó muốn lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng nó thành lập cái đa đảng, cho cái gì chúng nó là cũng là đảng, đảng chỉ đưa ra những cái gọi là cái vấn đề vĩ mô thôi, đúng không? Còn lại là chính phủ hoặc quốc hội các thứ là cơ quan quyền lực cao nhất mới quyết định được những cái đó. Nhưng mà ở mình ấy, thì nói chung là phần lớn là những đại biểu quốc hội thì nó lại người ta lại là đảng viên, vì nó là những người tốt mà, đấy là mình nói phần lớn thôi, cũng có nhiều người không phải là cũng có một số người không phải đảng viên đấy, thành cùng là nó với lại coi như nó hay xuyên tạc và chúng nó làm chuyện đó, nhưng mà cái gì nó có cái cơ cấu của nó đấy. Vâng, nói với anh nghe này, thì thực tế mà nói ở Việt Nam mình ấy, nhà nước cũng chỉ là ra các chính sách rồi quản lý, còn đâu người dân tự do mà đi làm, tự mà thực hiện thôi.
các ông cứ chê lương ở Việt Nam thấp, thế bây giờ tôi hỏi các ông, người ta giả anh có như thế thôi, anh làm thì làm, không làm thì anh đi ra ngoài anh tự kiếm việc làm, anh làm tự do mà. Của cái vấn đề nhé, anh nói với Luli này, bây giờ Luli ở bên Hàn Quốc thỉnh thoảng về Việt Nam, hiện nay ấy, cái kinh tế thị trường ở Việt Nam tức là mọi người có quyền có như làm các công ty xí nghiệp, ai có tài có giỏi mở công ty riêng hoặc là mình mở, thậm chí mở cả những quán nhậu. Anh nói em bây giờ ví dụ như có nhiều người ví dụ người ta học hành người ta cũng không đến đâu, nhưng mà ví dụ người ta mở một quán nhậu chẳng hạn, người ta biết đầu óc tính toán. Anh nói em bây giờ ví dụ ông bạn anh ấy, ông mở một quán lẩu dê bình thường thôi, những cái đấy nhưng mà ông thứ nhất là ông được gặp may mắn, hai là ông có đầu óc tính toán. Một tháng nhá, ông lời 250 triệu một quán lẩu dê đấy, chứ không phải đùa, đúng không? Cho nên là cái khả tức là trong cái thời buổi này, nói chung những người nào nhanh nhẹn hoạt bát có đầu óc tính toán và gặp một chút may mắn nữa thì nói chung là làm giàu. Anh nghĩ là đúng rồi, hôm nay có anh lên đây thì cũng chia sẻ như này, tức là cái em vừa trình bày ở live stream trước, nhưng mà live stream trước em đi chia sẻ với cái nhóm kín của anh em mình, thành ra là không có nhiều người biết, nó không hiển thị. Đấy thì em chia sẻ với anh như này là cái công cuộc của anh em mình mấy tháng nay là nó có hiệu quả. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng nó đã chuyển từ cái việc nào là đấu tranh đặc quyền đặc khu, rồi là luật an ninh mạng, rồi là tất cả các kiểu con là điểu. Bây giờ chúng nó không nói được bằng các cái lý do đó nữa rồi, và chúng nó đã phải quay thẳng ra vấn đề là bây giờ biểu tình là lật đổ Đảng Cộng sản. Ờ đấy. Không phải là lật đổ, không phải lấy lý do, vì thực tế những phản đối khi mà chúng nó lấy lý do luật an ninh mạng mình bẻ, đúng không? Rồi lấy cái lý do về cái đặc ma, cái đặc khu kia, khu mình bẻ, rồi là chúng nó lấy lý do là Formosa mình bẻ, rồi là chủ quyền Hoàng Sa mình xa, tất cả những cái gì đây là mình bẻ gãy hết. Thực tế mình nói những điều này, những người dân dần dần, những người dân mà có suy nghĩ bình thường ấy, người ta hiểu ra hết. Cho nên mình đã vạch trần ra cái âm mưu của chúng nó là tất cả cái đấy nó chỉ là một cái cớ thôi để chúng nó lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, và sau đó chúng nó thành lập đa nguyên đa đảng. Nhưng mà chúng nó lại cứ trước đây đấy, khi chưa anh em mình chưa bẻ thì chúng nó cứ nấp léo nó là chúng nó vì dân, nó vì cái này vì cái kia. Nhưng mà bây giờ anh em mình đã bẻ gãy hoàn toàn rồi thì chúng nó không còn nói được cái đấy nữa, không còn tác dụng nữa. Bây giờ chúng nó bảo lật đổ, đúng rồi, tức là lật đổ Đảng Cộng sản. Mà thậm chí có những đứa nó nói là đưa về Việt Nam Cộng hòa trở lại đấy. Đúng rồi, anh nói đấy, cho nên anh nói với Luli như thế này, những cái tiếng nói của anh em mình nhiều khi nó cũng có tác dụng. Ở cái em biết hôm qua có một cái cậu mà cậu cũng bị mà cái cuộc biểu tình ở Bình Thuận đấy, cậu cũng là thuộc dạng giang hồ, sau cùng cậu trốn vào đấy, vào hiện nay là cậu ấy, nói chung là công an cũng không truy nã nữa, nhưng mà cậu bảo công an truy nã cậu chữa bệnh bị đá đông gì đấy, cậu chữa bệnh viện nhân dân gia đình ấy. Cậu từ những người giang hồ, từ những người tham gia cái vấn đề coi như là chống lại chính quyền, mà cậu lên kênh anh, thế cậu bảo cậu phản đối ngay cái chuyện mà bây giờ cậu bảo cậu nghĩ lại rồi, là cái vấn đề coi như là cái Việt Nam Cộng hòa ngày xưa nó thối nát quá, mà bây giờ cuộc sống nhân dân nó cũng đang bình yên. Tất nhiên là Đảng Cộng sản, ví dụ xã hội nó có điểm này điểm khác nọ kia tất cả thứ, nhưng mà nói chung cuộc sống nó cũng đang tốt lành, dân dân thì cũng được no ấm, cuộc sống nó đang phát triển tất cả thứ. Cậu nghĩ lại mình thấy là những con người ấy rất là hay. Đấy hôm qua đấy không biết Luli xem cái kênh của anh không, nhưng mà nói chung là cậu không phải quay. Hôm qua là cái kênh của anh là nó muộn quá nên em nói thật, em các anh em ở Việt Nam là toàn 9:30 mới 9 giờ bắt đầu mới phát, thì bên em nó đã là 11 giờ đêm. Em chỉ ghé qua được một chút nữa rồi mới đặt tin tức một tí nữa là phải đi ngủ vì sáng là phải dậy đi làm, thành ra là rất khó để theo dõi. Có nhiều hôm đú theo thằng Trung Mập sáng sau đi làm nó ra nó ra luôn. Thực tế là anh nói với Luli với tất cả bạn này, nhiều khi thôi ở cái live của Luli đây mình cũng nói tại sao mình không like buổi sớm, mình like cái từ 9 giờ đến 10 giờ không thôi, nhưng mà cứ khoảng 11-12 giờ. Thì nói chung là những cái người ví dụ thứ nhất là các bọn mà chống cộng đoàn và bọn dân chủ quậy ấy, lúc đó nó vào rất là đông, vì hiện nay chúng nó đã thôi cái ví dụ nó hỏi mà không biết làm sao mà ông bằng ông già thế mà ông lọ mọ ông lại đêm gì đâu, không phải đêm, từ 9 giờ đến 1 giờ thì cũng là muộn rồi đấy. Thì cái công việc ở các anh ở Việt Nam nó khác bọn em bên này, thì nó làm nó ấy hơn, thành ra bắt buộc phải đi ấy đấy, phải đi ngủ sớm, thành ra là có nhiều khi nên bọn em bỏ vào diễn đàn của anh với anh Bình Dương mới đấy nọ kia ủng hộ mọi người, nhưng mà toàn vào cái giờ giấc oái oăm thôi. Đúng rồi đó,
Thì em nó nói này, lại quay lại cái vấn đề là anh em mình đã có cái một cái công cuộc nó rất là thành công khi mà liên tục bẻ gãy giọng điệu của chúng. Anh em thay nhau lên phản biện trên các diễn đàn của bọn Tân Thái nọ kia. Bây giờ chúng nó phải lòi cái mặt chuột ra rồi. Từ cái việc là lấp đó đằng sau đít người dân. Bây giờ tính... một số anh em ấy cứ nói là như thế này. Bảo bây giờ mẹ các ông nên phản biện bao que mới cùng em có chết thằng bao que nào đâu. Đúng là không chết thằng bao que nào thật. Nhưng mà cái tác dụng tuyên truyền, cho nên mình ở đây ví dụ mình Luli hoặc là Bình Dương hoặc là Trung Vũ và một số anh em giờ, lên trên này chủ yếu là tuyên truyền thôi. Chứ còn làm sao mà chết thằng bao que nào được. Mà xét vào ngô que thì ông phải đi đánh đấm được thế này thế khác đấy, nó với bọn ba que thì nói thẳng câu là không thông não được chúng, nhưng không phải bẻ ra cho lộ cái mặt thật của nó ra, đừng đúng. Để cho nó nấp ló đằng sau cái mà gọi là tự do dân chủ mới này lo cho dân yêu nước. Xin lỗi nhá, bây giờ chắc là chúng nó chỉ còn thiếu mỗi một từ là yêu nước, nhưng mà yêu nước Mỹ chứ không phải yêu Việt Nam nữa rồi. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ chúng nó nói rồi là khủng bố rồi. Nó chuyển thành từ gọi là biểu tình bất bạo động, nó chuyển sang hẳn là bây giờ là phải dùng vũ khí, là phải có cái để tự vệ. Ừ. Rồi phải bóng đêm thì phải quăng bom xăng rồi đi phải thủ dao nọ kia tất cả. Ngay nữa là bắt đầu chuyển sang cái từ đe dọa. Mà với những cái từ đe dọa đấy thôi là chúng đã đủ gọi là vướng vào pháp lý rồi. Chúng ta không cho chúng nó lòng vòng ở vòng ngoài nữa. Cho nên là ngay cả bản thân ví dụ anh mình không biết là Luli sao, ví dụ bản thân một số anh em ấy, mình ấy là bị bọn nó coi như là bảo là thôi bây giờ chúng mày đừng nói nữa, mày share bài của tao đi để mà ví dụ tháng tao sẽ cho bao nhiêu tiền, bao nhiêu triệu, và mày đừng có bao giờ mày lên trên mạng mày nói nữa thì tao sẽ cho tiền. Những trường hợp ấy đã có xảy ra, chúng nó dùng cái hình thức mua chuộc rồi đấy. Cho nên là nhiều cái là mình cũng chả về là bảo là à cái tiếng nói của anh em mình nó quan trọng, nhưng mà nói chung là cũng có một cái tác dụng gì đấy, bây giờ cái gì đấy thôi. Và thì khi mà lên trên này đấy thì thật sự mà nói em thì em vừa mới cái live stream của em thì em vừa mới lên thôi, thành ra là các anh đi trước rất là lâu rồi. Thế nhưng mà khi mà mình đã lên trên này, cuối cùng chúng nó ngoài việc dụ dỗ xong, chúng lại đe dọa. Tức là cái bản chất của chúng nó là một lũ côn đồ. Mà thực tế cái này mà để cho nó dìu dắt người dân Việt Nam thì tôi không hiểu được cái đất nước mình nó sẽ đi về đâu. Bây giờ nhá, anh nói với Luli này, một số người ấy, thì nói chung mình chả phản bác đâu. Một số người bảo là ôi giờ bây giờ ví dụ các anh thành lập một cái nhóm làm cái gì. Nó có hai cái mà tôi qua đây mình nói Luli với tất cả các bạn. Thứ nhất là mình là những người ví dụ là tức là có giống ý tưởng một tí, tức là chỉ theo con đường duy nhất, tức là chống ba que thôi. Với thứ hai đó là như thế này, ví dụ thỉnh thoảng anh em chúng tôi đi thực địa chẳng hạn, ông mà ví dụ bọn tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, thành công cái có cái sự biểu tình hoặc là chúng nó làm chuyện này chuyện khác ở thành phố Hồ Chí Minh, thành công chúng tôi mà đi chơi lẻ, tôi nói rất nguy hiểm đấy. Ví dụ như bản thân tôi này, nhiều khi ví dụ cái hôm ấy đi một đống em đang đi đường, có một ông ai bằng mình bảo thôi chết mẹ mình rồi, mình dơ mặt lên trên mạng, bây giờ nhiều người ta biết mặt, ví dụ như cái thằng đấy thằng ba que chẳng hạn, nó đánh lén hay sao, cho nên là mình đi 6-7 anh em để mà ví dụ anh em nọ bảo vệ anh em kia, đó là cái mà coi cho chúng tôi cũng biết cái sự nguy hiểm để chúng tôi bảo vệ tôi thôi. Nhưng mà muốn như thế thì mình cũng phải có một nhóm anh em cùng cái ý tưởng, mà nói chung tính tình cũng hợp nhau một tí để mà ấy, chứ không phải là thành lập nhóm mà để mà ví dụ là đấu ông này đá ông kia như thế này khác, không có chuyện đấy. Bây giờ với lại tôi nói chung là nó cũng có cái cớ để đi nhậu thịt chó với nhau. Không thì nói chung là thỉnh thoảng như thế nó mới thật chặt được. Anh nói Luli nhá, ví dụ như bản thân anh đấy, mọi người biết đấy, uống coca không uống được một giọt rượu, một giọt bia nào, thì nói chung đối với cái nhậu đối với anh thì nó là chỉ là cái tình đoàn kết thôi, chứ nó không phải không là cái vấn đề gì cả. Vì một cái thằng mà không bia không rượu bây giờ thì nói chung là ngồi với mấy ông uống bia uống rượu nó thực tế ra nó Luli nhá, như là tra tấn. Nhưng mà nói chung là thôi, mình từ ngày xưa thì đến cái tuổi này là mình cũng quen rồi, cho nên mình chỉ muốn anh em tất cả mọi thứ đoàn kết nhau thôi. Chứ nói chung là không phải là cái nhậu chẳng qua nào nó vui thôi, bây giờ cái ăn uống nó chẳng làm cái gì hết đấy. Ông nói với các bạn đấy thôi, đúng là đi được gọi là đi buôn có phải phải có bạn, đi bán phải có đường. Bây giờ mà mình đi ra thực địa mà mình chỉ đi một thân một mình cũng dễ bị ăn củ đậu bay ăn đòn rồi. Ăn đòn chúng ơi, ví dụ như mình nói nhá, ví dụ cái hôm mà cái biểu tình ngày 10 tháng 6 đợt vừa rồi đông như ấy, bây giờ ví dụ anh em chúng tôi mà không đi về tập họp khoảng 6-7 người cái này, cũng có lúc ví dụ đứng ở vỉa hè bọn nó đi qua, chúng nó cầm biểu ngữ mà mình nóng mắt quá, mình bắt đầu ví dụ mình cầm cái biểu ngữ mình xé thì mình vứt đi chẳng hạn,
thì ví dụ như bọn nó cũng hai ba thằng nó đuổi đuổi nhưng mà cũng 6-7 anh em mẹ mình ấy lại lại rồi thì làm sao mà chúng nó làm gì được, đúng không? Nếu mà giả sử không có ví dụ một mình thì nói chung là lãnh đạo ngay lập tức đấy, cho nên là những cái chuyện này và chứng minh thành lập ấy nữa đấy, là như thế này, tập hợp anh em, tập hợp thành nhóm và cái nhóm này đi đúng hướng, cũng muốn dìu dắt tất cả mọi người trên diễn đàn, chúng ta hãy tham gia vào nhóm để tạo nên một cái sức mạnh, một cái sức mạnh mà chúng ta gọi là đoàn kết. Chúng ta thể hiện cho chúng nó thấy rằng người dân Việt Nam bây giờ rất đoàn kết, người dân Việt Nam có thể nghèo hơn chúng mày về tiền bạc nhưng hơn chúng mày rất nhiều về lòng tự trọng. Đúng rồi, lòng tự trọng và cái mình phải thể hiện cái lòng tự trọng và cái sự đoàn kết của anh em đấy, thì nó chưa đấy, cho nên là nhiều bạn đừng có nghĩ là chúng tôi thành lập nhóm nào đấy để mà cạnh tranh để nổi tiếng, chưa tiếng được cái quái như bây giờ, ví dụ như điều kiện, ví dụ Nuni chẳng hạn hoặc điều kiện của anh bây giờ nói chung là bây giờ ví dụ mình cũng chẳng phải là khoe khang quang về vấn đề tiền bạc, nhưng mà nói chung là mình có khả năng mình sống được thì giờ cuối đời không phải làm cái gì, đúng không? Cho nên là những cái này ấy, chúng tôi làm là toàn bộ là vì cái sự căm tức của chúng tôi đối với cái bọn mà chống cộng cực đoan ở bên này ngoài và cái bọn dân chủ của trong nước. Nói chung là ví dụ vào nghe thì đầu tiên thì được đầu tiên thôi, nhưng mà nghe một lúc mình còn mang cũng sự, nhưng mà một hồi sau là bắt đầu bỏ, nó nóng cả lên rồi. Nhưng cho như thế là tốt hết, là ông không muốn còn mang bậy bạ các thứ thường thoát ra không nghe nữa thì nó đỡ đi, nó ở cái trong cái tâm trạng như thế. Thì đó, bởi vì là thực ra mà nói đấy, cái chuyện lên diễn đàn này, em nói minh bằng nhé, cái bọn em ở bên Hàn Quốc này thôi, nó bảo mày bị hấp mà phải cứ suốt ngày lên livestream nói chuyện chính trị, nó mà cày đi. Nó thật với anh nó là như thế đấy, nhưng mà tại sao mình, đây là cái lý tưởng của mình, cái sự gọi là cái lòng tự trọng của mình, thấy mình thấy bọn nó nói khó chịu quá thế mình nên, cho nên là mình anh nói với mình thôi. Cũng tránh để ra ví dụ là cái thị phi vậy, thì bây giờ này trong nhóm không bao giờ nhận được một đồng một xu nào ở bên ngoài. Trời ơi, chỗ anh em làm, mình cái liên lai lên anh làm mình có cái từ đó. Đúng, thằng Trung làm lai hoặc là bên Bình Dương làm lai lên, thì bên nào ví dụ bên giải độc chính trị hoặc bên Việt Vision hoặc là Tổ quốc trên hết hoặc là bên online TV, người ta muốn lấy kiểu gì lấy. Thấy chưa? Ví dụ đâu khi trước khi lấy hỏi qua bọn tôi mà hỏi một lần thôi, bảo đấy các chú muốn lấy là lấy thoải mái, không có vấn đề gì cả, nhưng mà hỏi qua ban đầu. Đấy, chứ còn không, đầu tiên nó không hỏi qua ban đầu thì đó là cái sự không tôn trọng, đúng không? Thì muốn lấy sao lấy, chúng tôi không có một hào một xu một đồng nào cả. Với bình thường ví dụ anh em đi nhậu với nhau Campuchia hết, thấy chưa? Không ông nào phải mà bao ông nào, chứ như thế này thì nó mới bền chặt được. Chứ còn bây giờ ví dụ là ví dụ dính dáng đến tiền nong rồi từ thiện từ tung rồi bắt đầu là để mà lấy kinh phí để đi hoạt động nọ kia tất cả thứ thì nó rất là mệt, thấy chưa? Đấy, thì nói chung là qua đây có nói về gọi cái nhóm mà gọi là diệt ba dê ba diệt ba que d ba quy thì đấy, hiện nay là chúng tôi chỉ có 7 người thành lập ra cái nhóm này thôi, và nói chung là không, tức là mình, tức là những đồng viên sáng lập thì là không kết nạp viên, không kết nạp thêm nữa, mà chỉ gọi là anh em gọi là ở bên ngoài, ví dụ có cảm thấy những cái tiêu chí chúng tôi đặt ra là các anh em ok thì các anh em lại kiểu tham gia bên ngoài thôi đấy, còn 7 anh em chúng tôi là dứt khoát là không có kết nạp thêm một cái thành viên nào nữa đấy, có nghĩa là tất cả tiêu chí do anh em chúng tôi đặt ra thì nói như anh Hùng nói như anh Bằng đấy thì sao mọi người hiểu nhầm, nhưng mà đại khái như này là 7 người, ví dụ chúng tôi lập ra một cái group này, một cái nhóm này, mục đích của chúng tôi là bẻ gãy những luận điệu xuyên tạc của ba que, một con đường duy nhất chỉ có bẻ gãy những ấy, chỉ chống ba que, nó tóm chỉ chống ba que, không... còn mọi người ủng hộ anh em chúng tôi hãy đăng cái avatar của chúng tôi để thể hiện cái sự ủng hộ, chúng ta cùng một hội, không có phân biệt là người này là thành lập hay người kia đấy là thành viên, tất cả đều giống như nhau, nhưng làm dưới một cái hình thức đó là chúng ta yêu nước không vụ lợi, yêu nước yêu cuộc sống của mọi người dân trong nước, không vụ lợi, không liên quan đến vật chất. Ở đây có Hùng Phạm có bao nhiêu tiền để trả cho tôi, mẹ ở bên kia coi như là Hùng Phạm coi như là cũng nghèo thấy mẹ được, làm sao đủ tiền trả anh em mỗi thành viên của những thành viên của chúng tôi, vì là Hùng Phạm coi như là còn nghèo hơn tất cả chúng tôi thì làm sao mà Hùng đấy, chủ hôm trước giàu hơn. Hôm trước Tân Thái nói chuyện với em đây, Tân Thái bảo chú vẫn gửi tiền về Việt Nam, chú bảo thế chú gửi được bao nhiêu, chú gửi bằng cháu không? Bảo không, cái này thì chắc là không bằng. Thế thì cháu là cái thằng gửi nhiều hơn.
đấy, ở bên Mỹ 40 năm. Mà có dám so sánh số tiền gửi về Việt Nam so với New Delhi đâu. Cho nên là đừng bao giờ lôi tiền ra đây để nói chuyện. Ở Việt Nam cái gì cũng đánh đổi được bằng tiền, chỉ trừ một thứ duy nhất không đánh được đổi được bằng đây tiền. Đây này, là mình nói với John Lee này, theo mình biết Hùng Phạm đã dùng, coi như dùng tiền định để lung lại, lung lạc rất nhiều anh em. Mình biết người ta gửi Messenger cho mình bảo này, các chú, các em đừng có tin lời nó, thằng này nhá, nó coi như là đói dã họng ở bên Mỹ rồi, thì chúng nó có tiền đâu mà chúng nó gửi. Đấy chứ? Cho nên là cái loại đá đói thì chớ là còn bày đặt coi như là coi như là thế này thế khác, lôi kéo bằng tiền. Dân Việt Nam nhá, nói mùng bạn biết là hiện nay kinh tế rất là tốt, đấy chứ đừng bỏ đó ngay đi. Em vừa lấy em hỏi mấy câu rồi anh Bằng ạ. Em hỏi bọn nó là bây giờ ừ thì đồng ý là công bảo lật đổ Đảng Cộng sản đi, đúng không? Bây giờ công lật đổ xong Đảng Cộng sản, công có đổi tiền không? Bây giờ này có Hùng Phạm đây, cá với nó là rằng này, nếu mùng 2 tháng 9 không nhổ một cái lông chân nào của Đảng Cộng sản nhá, thì sẽ chỉ yêu cầu mày một điều là mày câm mồm lên trên mạng xã hội thế thôi. Thấy chưa? Đấy. Chỉ cần yêu cầu cái thằng Hùng Phạm mà câm mồm lên, đừng có mà lên mạng xã hội nó sủa bậy. Thấy chưa? Đúng rồi, ông Hùng Phạm, ông thử comment lên một điều xem nào. Nếu như mà đến mùng 2 tháng 9 này mà không lật được đổ, không lật đổ Đảng Cộng sản được đấy, thì các ông còn chơi nữa hay không? Ông thử nói cho tôi nghe nào. Đấy. Ông bỏ cái mạng xã hội thôi. Phải thôi. Đấy, hoặc ông lên đây là ông có mang anh em ví dụ mở diễn đàn ra nói về yêu quê hương, yêu đất nước nọ kia, thì ông lên đây ông góp cùng phần chúng tôi. Đấy, nói về cảnh đẹp ở Mỹ như thế nào, như thế nào. Đấy, chứ còn nếu mà ví dụ như mùng 2 tháng 9 này nếu mà nhổ được một cái cọng lông chân của Đảng Cộng sản thì nói chung là ông lên đây ông chửi tôi kiểu gì tôi cũng chấp nhận. Tôi ok, tôi ngồi im để cho ông chửi. Mẹ ông đừng có nói phép, 43 năm nay rồi, từ cái lúc mà coi như là năm 16, năm 1975 cho đến năm 1990 đất nước vô cùng khó khăn. Tất cả nhân dân ăn đói mặc rét, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng gặp những cái khó khăn nhất định mà các ông không làm được. Bây giờ coi như là những người dân yêu nước, coi như là 95 triệu người triệu dân, thì nói chung cỡ khoảng 90 triệu dân người ta ủng hộ chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Rồi thì các ông làm được những cái trò chống gì đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, đối với đất nước Việt Nam này. Chứ các ông lại chỉ có quấy rối thôi, chứ không làm được cái gì hết đấy. Để làm cho cái lòng coi như là tự các ông, cho nên cái lòng yêu nước của chúng tôi lại trỗi dậy. Đấy, tôi nói đấy, với Hùng Phạm. Nói rồi đấy, bảo rồi. Cái dư luận viên như em, anh Bằng này là do các ông, các ông làm lẩy ra. Làm ra. Chứ còn không bình thường thì chúng tôi vẫn công việc của chúng tôi vẫn hàng ngày đi làm xong về vui vầy với vợ con, với gia đình. Chứ còn lên mạng nói chuyện chính trị làm quái gì. Nhưng cũng chính vì các ông mà chúng tôi phải nói. Đúng. Chứ bây giờ coi như 43 năm nay rồi, đất nước coi như hòa bình, thống nhất, yên ổn. Việt Nam là một cái nước coi như thật thanh bình, coi như bao nhiêu 4-5 năm trời. Được xếp thuộc dạng coi như là thanh bình nhất thế giới. Nhưng mà các ông định có về cũng không cảm như thế, không cảm thấy ghen tức này. Tôi nói thật các ông nhé, cái sự thù hằn hằn ấy, mà cái đối với dân tộc này thì các ông sẽ chết trong cái sự thù hằn đó thôi. Con người ta ra đi sẽ không được thanh thản, đúng không? Đấy, tự cái bản thân các ông làm khổ các ông thôi. Nói với Hùng Phạm một điều như thế. Thế thì bây giờ cho nói với chú Hùng Phạm này, chú mà cứ gọi là chống cộng sản, lật cộng sản đến khi nào lật đổ thôi thì chắc là chú khi chú chết chú không nhắm mắt được đâu. Nói không nhắm mắt được. Thế rồi chú lại bỏ truyền cho đời con chú thì đời con chú nó cũng chết không nhắm mắt. Bây giờ ví dụ là cái bản thân anh nói với Lưu Ly và tất cả các bạn này, bản thân mình ví dụ mình quê ở ngoài Bắc, quê ở Nam Định, mình sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà mình lúc nào mình cũng đau về cái quê hương mình, đúng không? Mình nhớ về cái quê hương nơi chôn xong các chốn của mình. Thì nhìn nữa là các ông sống ở bên Mỹ thì cái quê hương Việt Nam là cái quê hương, tức là cái máu thịt của ông. Cho nên bây giờ các ông sống có vẻ thanh thản không? Các ông không thể nào lật đổ được Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, đúng không? Mà những cái mà ví dụ trong đất nước này đều do Đảng Cộng sản hết, thì tức là dù có thay đổi như thế này thế khác, thì theo cái thời gian khi mà dân trí nó tăng lên hoặc là đời sống kinh tế nó tăng lên, hoặc là có cái chiều hướng gì thay đổi, thì tự Đảng Cộng sản người ta tự thay đổi cái cách lãnh đạo của người ta đối với dân tộc này. Chứ còn bản thân ở cái ngoại lai hoặc là Mỹ, Pháp, Trung Quốc, hoặc bản thân các ông cũng không thể làm gì cái chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo này. Cho nên là tôi khuyên các ông một điều là các ông hãy yên chí đi,
ông ở cái nước Mỹ, ông phục vụ cho đất Mỹ, thỉnh thoảng các ông một năm hoặc hai ba năm một lần, ông về xem quê hương đất nước mình thay đổi như thế nào, mà ông vui cùng với dân tộc Việt Nam, vì là hiện nay đã đang phát triển một cách mạnh mẽ, đúng không? Thì lúc nào ai hỏi ông nói ủn đất nước tôi mẹ hiện nay coi như là thay đổi này, giàu có như thế này, hoặc có những tòa cao ốc như thế này, như thế này. Thì có phải xưa không, bây giờ các ông cứ nghĩ việc Việt Nam là không thù hận, mà cái thù hận mà các ông chẳng làm được cái gì thì các ông chết, các ông không nhắm mắt được. Tôi nói các ông... Bây giờ em nói anh Bằng này, bọn ông ấy cứ chê ở Việt Nam làm lương 200-300 đô một tháng thì làm sao đủ sống. Nhưng mà xin lỗi, 200-300 đô nhưng bát phở nó chỉ có 1 đô thôi. Còn các ông làm 2-3 nghìn đô thật, nhưng mà bát phở của nó là 10 đô. Đúng rồi. Thì nó có khác gì nhau? Các ông cứ thích ngồi tính số lượng à? Anh phải nói với Lưu Ly và tất cả các bạn này, ở Việt Nam do tức là độc đảng cộng sản lãnh đạo nhưng không độc tài, rất dân chủ. Nói chứ không phải là coi như là ấy đâu, nhưng mà độc đảng khác, độc tài khác. Đấy, cho nên là tất cả những cái gì nhá, ví dụ đảng đưa ra có một cái chính sách vĩ mô nào đó là phải họp trong này, họp trong bộ chính trị này, trong ban bí thư này, rồi trong ban chấp hành trung ương đảng này, sau đó mới đưa ra được một cái quyết định cho đúng đắn. Cho tất cả những gì quyết định của đảng cộng sản Việt Nam hiện nay, tôi nói với tất cả các bạn là rất đúng, chứ không phải ví dụ như ở bên các nước kia. Rồi đấy, Louis Hùng Phạm nhé, chỉ bây giờ Hùng Phạm nói 29, bây giờ mùng 29 nếu mà cộng sản dụng một sợi lông nào thì Luli cứ chửi chúng tôi, mẹ chúng tôi coi như là như thế này khác, chúng tôi chịu. Nhưng mà nếu mà cộng sản mà không dụng một sợi lông nào nhá, chân là nhá, thì xin lỗi Luli sẽ câm miệng đi, đừng có lên trên mạng này nói bậy các bạn nữa, kể cả Đăng Phú Trông nữa, đấy cái cá luôn. Thì đã bảo rồi, hôm trước em đã nói chuyện với Tân Thái, em bảo là thế bây giờ các ông không lật đổ được Đảng Cộng sản, 29 này không được lật đổ được Đảng Cộng sản được thì nghỉ chơi nhá, chơi hơi bị nhây đấy, ảnh hưởng sức khỏe. Nên đời thủa như ai lần nào cũng hết, coi như là hôm trước thì có bảo mi em là một câu như này, riêng lúc nào một Lưu Ni vào diễn đàn, Lưu Ni chỉ cần comment lên là chú Tân Thái sẽ kéo Lưu Ni lên để đối thoại, ok. Thế mà ngày hôm sau đã bắt đầu bàn bạc với nhau, đã từ đấy trở đi là không dám cho Lưu Ni lên diễn đàn nữa, và cũng không muốn Lưu Ni vào welcome vào cái diễn đàn nữa. Có nghĩa là gì, là sợ. Cho nên là thằng Phu Trong này nó ngu, ai bảo cộng sản Cuba coi như bỏ đảng cộng sản. Hiện nay Cuba đang theo đường lối phát triển kinh tế của Việt Nam, còn đảng cộng sản Cuba vẫn cứ còn, người ta có khả năng người ta thay đổi cái gọi là đảng nhân dân cách mạng Cuba, nhưng hiện nay Cuba đang theo chuẩn bị theo cái đường lối coi như của Việt Nam. Với lại em nói với anh đấy, anh thằng Musi đần độn mà chúng nó cứ thằng nọ nghe theo thằng kia, chúng nó em nói anh Bằng này đâu. Em nói anh Bằng này, dù Cuba nó có giữ đảng cộng sản hay nó thay đổi đảng cộng sản thì đó là chuyện của đất nước Cuba. Đúng, mỗi cây đúng. Mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi một đất nước nó có một con đường đi riêng, nó mỗi một lãnh đạo của đất nước nó lựa chọn cho mình một con đường. Cái quan trọng là cái con đường lựa chọn đó nó được nhân dân trong nước đó ủng hộ hay không mà thôi. Thì tại Việt Nam, đấy, nhà nước Việt Nam lựa chọn cái con đường, đúng, sau con đường đi đúng đắn của mình, thì bây giờ dân ví dụ nhá, trong nước ủng hộ là đủ. Cái còn thời kỳ năm 1990 khi Liên Xô, Đảng Cộng sản Liên Xô và một số nước Tây Âu, Đông Âu sụp đổ về cái chế độ đảng cộng sản, Việt Nam vẫn cứ chọn cho mình một con đường đi rất đúng đắn, đúng không? Chứ lúc đấy mới là nguy hiểm. Bây giờ Việt Nam bây giờ anh cả Liên Xô coi như là đảng cộng sản lập rồi, rồi Đức hoặc là một số nước Ba Lan kiểm khắc nọ kia và Hungary, Albany, một cái khối mà rất là lớn, nhưng mà đảng cộng sản Việt Nam vẫn vững. Mà lúc đấy kinh tế Việt Nam cực kỳ nghèo, nhân dân coi như ăn bo ăn mì, và thậm chí như chúng tôi là phải nhịn đói đi học. Nhưng mà nói chung đấy không, đảng cộng sản lãnh đạo cũng có như mọi người rất là vững vàng, và hiện nay đất nước hiện nay cái tốc độ phát triển của Việt Nam về kinh tế thuộc dạng cao nhất thế giới hiện nay đấy, chỉ sau Ấn Độ 7,1% hoặc một số nước 7,7% về GDP, Việt Nam 7,81%, 6,81%, thì có cái tốc độ phát triển lớn không, cao không? Đấy, cho nên là mấy thằng này ở bên Mỹ bây giờ, ví dụ bọn chúng của Đoàn nó về nó thăm quê đất nước, bắt đầu nó há mồm, nó không biết làm sao mà Việt Nam phát triển thế, thì bắt đầu nó quay ra nó bảo à bưng bô Trung Quốc hoặc là Trung Quốc sang đây để xây dựng đất nước Việt Nam. Nhưng mà xin lỗi các bạn một điều như này, thế Trung Quốc hiện nay này, đầu tư vào Việt Nam chỉ đứng thứ 9 trong hàng tất cả các nước thôi. Để em hỏi ông Hùng Phạm một câu như này thôi.
Tôi hỏi ông Hùng Phạm đây, ông Hùng Phạm đây là lớn tuổi nhất trong cái đám gọi là dân chủ, đám gọi là Ba Que đây. Ông cộng cử luôn, Ba Que. Ừ đấy, tôi thử hỏi ông một câu rồi ông trả lời đúng một câu cho tôi thôi. Thế ông lật đổ xong Đảng Cộng sản các ông có đổi tiền hay không? Vì đồng tiền đấy là trên đồng tiền có hình Bác Hồ. Mà cái hình Bác Hồ là các ông rất ghét, các ông rất là tẩy chay. Vậy các ông có đổi tiền hay không? Ông trả lời cho tôi một câu nào. Hay là các ông tuyên bố một câu là tiền của Cộng sản không có giá trị. Rồi Nui, bây giờ anh phải đi ăn cơm, vợ kêu đâu đó. Vâng. Rồi, em cảm ơn anh nhé. Rồi, xin chào các bạn nhé. Rồi, xin chào. Anh ăn ngon miệng nhé.